Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 12 tháng 8 năm 2021. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ sáu ngày 13 tây tháng 8 rồi. Thì uh, các bạn cũng đã biết là thường có tổ chức hai cái event nhỏ, một cái event là ở trên Facebook và một cái event là ở trên uh, YouTube cho cái sự kiện là kênh đã đạt được 100.000 subscribers Thì trước hết Thuận cảm ơn các bạn đã ủng hộ hai cái event này và tham gia rất là nông nhiệt và đáng lý đâu là cách đây hai ngày thường đã dành thời gian để mà quay trúng thưởng nhưng mà cho đến ngày hôm nay thường mới có thời gian tại vì trong vòng hai ngày qua có khá nhiều thông tin Hôm nay cũng có một số thông tin thường đi đăng trên những mạng xã hội như là Facebook, Twitter và Telegram. Nhưng bạn nào mà chưa theo dõi thuận trên những mạng xã hội thì bấm vào liên bên dưới để có thể tìm thấy những cái chính thức để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay thường cho chú tâm để mà quay trúng thưởng thì chúng ta trước hết thì nói về cái event liên quan tới Facebook đi thì cũng rất đơn giản nhiều bạn có đã biết là cái event này đó là các bạn chỉ cần là tag hai người bạn vào trong comment của mình thì các bạn sẽ có cơ hội là một trong 10 bạn may mắn được trúng uh, thưởng và mỗi bạn sẽ được trúng là 50 đồng USDT trực tiếp trả vào cái ví USDT TIC20 như là cái ví tròn của các bạn. Thì à, nếu như mà nào mà chúng thưởng đó, thì các bạn cần phải liên hệ Thuận Capital bằng cách là các bạn có thể à, liên hệ à, admin Minh thông qua cái Telegram Minh như là các bạn thấy trên màn hình cũng như các bạn có thể là liên hệ thông qua à, cái fanpage uh, của Thuận Capital liên hệ đi nhận thưởng. Nhưng mà các bạn à, đừng nên uh, inbox trực tiếp vào Facebook cá nhân của Thuận tại vì có rất nhiều những thông tin cho nên không thời gian để mà xem hết những thông tin trên đó. Các bạn nên liên hệ Telegram của admin Minh hay là các bạn có thể liên hệ cái fanpage của Capital Tôi sẽ để cái link ở bên dưới cái video này Và một lần nữa đó Để các bạn đừng có bị lừa đảo Thì cái admin sẽ không nhắn tin cho bạn trước Các bạn nhận được tin nhắn đó thông báo là đã trúng thưởng có nghĩa là có ai đó đã mạo danh thuận capital các bạn nên chú ý thì chúng ta bây giờ hãy quay trúng thưởng cho 10 bạn may mắn ở trên Facebook thì các bạn thấy được chúng ta có rất nhiều bạn đã tham gia tổng cộng là 1.300 comments và các bạn cần phải thác hai người bạn sau đó để lại một cái comment thì các bạn mới có thể nhận được phần thưởng thì bây giờ Thuận sẽ quay trúng thưởng và thật ra mà nói đó cái này là trên Facebook cá nhân của Thuận cho nên quay trúng thưởng đó thì uh, Thuận không nghĩ là có khó khăn như vậy cho nên uh, Thuận đã tổ chức nhưng mà thật ra bây giờ Facebook đó, cá nhân nó rất là hạn chế cho nên những cái thua ở trên mạng đó thì không thể nào mà các bạn để cái link của bài viết và quay trúng thưởng được phải dùng những cái link thủ công. Và cũng may mắn là kênh Thuần Capital cũng đã tìm thấy được một cái bài viết được chia sẻ bởi Namly.net. Bài viết này đã chia sẻ cách mà các bạn có thể là quay trúng thưởng ở trên Facebook cá nhân. Thì đây là cách mà quay trúng thưởng trên Facebook cá nhân. trước hết là Thuần phải mở hết tất cả comment. Thì trên màn hình các bạn đây là tất cả 1.300 comment của các bạn để lại. Thì Thuần sẽ bắt đầu tìm bạn đầu tiên và mỗi lần mà thường có một bạn trúng thưởng nên thường cần phải check xem coi bạn này có tag hai người bạn hay là không và thường phải lưu lại trong cái uh, danh sách trúng thưởng để có thể uh, xử lý khi các bạn liên hệ cho nên uh, video này thường sẽ ngưng ở những cái nơi đó trước khi mà thường uh, xem con người bạn trúng thưởng kế tiếp là ai thì bạn đầu tiên lại bạn đầu tiên mà sẽ được trúng thưởng đó chính là bạn Nguyễn Tuấn An bây giờ thường sẽ đi tìm bạn thứ nhì may mắn trong tương lai thường đã check cái bạn đầu tiên thì bạn này cũng đây đây là một comment và đã thác hai người bạn thêm chúng coi là bây giờ đó là cái bạn thứ nhì là sẽ được trúng thưởng like thì chúng ta sẽ paste cái code này vào và các bạn hiểu cái bạn thứ nhì đó mà được chọn bởi giao thức đó chính là bạn yên bình thái thì bạn này để thường xem coi là có thạc hai người bạn hay là không thì bạn này đã thạc hai người bạn là minh chính nguyễn và thanh nhàn và comment để là vào quay số mừng anh Thuận đạt 100.000 subscribers. Cảm ơn bạn. Và đó là bạn thứ nhì. Chúng ta hãy xem coi bạn thứ ba may mắn là ai. Thì bạn thứ ba may mắn là bạn Ngọc Minh. Và Thuận sẽ check xem cái comment này có tag bạn hay là không. Và comment này đã tag hai người bạn như các bạn thấy. Và bạn này nói là chúc mừng anh Thuận, my friend. Cảm ơn bạn đã tham gia và chúc mừng bạn đã trúng thưởng. Chúng ta bây giờ hãy xem coi là bạn thứ tư may mắn là bạn nào. Thì bạn thứ tư may mắn ở trên Facebook đó chính là bạn Nguyễn Lâm Và Thuận sẽ check cái comment của bạn này Thì bạn này cũng đã thác hai bạn Và có comment là very good Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã trúng thưởng Chúng ta bây giờ hãy đi tìm kiếm cái bạn thứ năm Xem coi bạn thứ năm may mắn là ai Thì bạn thứ năm ở trên Facebook may mắn Đó chính là bạn Nhật Quang Lê Và để thường kiểm tra cái comment của bạn Nhật Quang Lê này thì bạn Nhật Quang Lê chỉ đáng tiếc là bạn Nhật Quang Lê này đã chỉ thác có một bạn mà thôi cho nên đã không có hội đủ điều kiện để có thể trúng thưởng để thường xem coi là bạn Nhật Quang Lê này còn thác bạn nào nữa hay là không điều đáng tiếc là bạn Nhật Quang Lê chỉ thác có một bạn mà thôi cho nên chúng ta một lần nữa lại đi tìm kiếm coi bạn thứ năm mà đã may mắn trúng thưởng là ai để thùng copy lại cái mã nguồn này và chúng ta sẽ xem coi là một lần nữa đi tìm bạn thứ năm thì cái bạn sẽ thấy được bạn thứ năm đó chính là bạn Thành Béo và để thường xem coi là bạn này có thác hai người bạn hay là không. Và dự theo comment thì bạn này đã thách hai người bạn như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và comment là chúc mừng anh và cảm ơn vì những đóng góp cho cộng đồng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh. Để thuận copy lại cái đi của bạn này và chúng ta sẽ đi tìm kiếm bạn thứ sáu Thì chúng ta sẽ tìm kiếm cho bạn thứ sáu là bạn nào. Và bạn thứ sáu được chọn là Thành Nam thì để thường kiểm tra cái comment của bạn Thành Nam này thì bạn Thành Nam này hình như là không có để thường xem coi là chúng ta đi tìm comment này ở trên uh, Facebook xem coi là bạn này có tag hai người bạn hay là không. Thì cái comment này ở trên Facebook á uh, bạn Thành Nam này cũng đã tag hai người bạn đó chính là Diệp Băng và Trầm Cao. Thì chúc mừng bạn đã là người may mắn. kế tiếp để thường copy lại cái thông tin của bạn. Chúng ta bây giờ hãy xem coi là bạn thứ bảy may mắn trúng thưởng là ai. Thì uh, bạn thứ bảy may mắn trúng thưởng đó chính là bạn Nguyễn Thái Dinh thì để thường xem coi là bạn này có thác hai người bạn hay là không thì để thường đi tìm kiếm cái comment này ở trên Facebook bạn Nguyên Thái Vinh đã thác hai bạn và đã để lại một comment là chúc kênh anh thuận ngày càng phát triển cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã là người trúng thượng kế tiếp chúng ta bây giờ chỉ còn ba người nữa thôi ba người nữa là sẽ kết thúc cái cuộc bốc thăm của Facebook của chúng ta sẽ qua để mà quay trúng thưởng ở trên YouTube thì bây giờ chúng ta hãy xem coi là ba người bạn cuối cùng may mắn là ai thì bạn đầu tiên may mắn đó là bạn Phạm Tài Thì để Thuận xem cơ bạn Phạm Tài này có thác hai bạn hay không Thì nhìn hình như bạn này đã thác hai người bạn Nhưng mà để Thuận kiểm tra cái comment này Và bạn này cũng đã thác hai người bạn Và các bạn thấy được là bạn Phạm Tài để lại comment Là lần đầu tiên xin chúc mừng kênh Thuận Đạt được nút bạc 100.000 subs Mong kênh ngày càng phát triển nữa Rất vui khi nhận được những chia sẻ của Thuận Và đồng thời xin gửi sức khỏe đến Thuận và tất cả những anh chị đang theo dõi kênh. Và cuối cùng xin chúc tất cả những anh chị đọc được đoạn viết này thành công và gia tăng tài sản trong thị trường này. Cảm ơn bạn Phạm Tài và chúc mừng bạn đã trở thành người may mắn thứ 8. Chúng ta xem coi là người may mắn thứ 9 là ai. Chúng ta đã sắp hết 10 giải thưởng rồi thì người may mắn thứ 9 đó chính là Thành Công. Thì để hội xem coi bạn Thành Công để lại comment như thế nào. Và bên Thành Công này cũng đã thác hai người bạn và chỉ để comment là BTC moon Thường cũng nghĩ như vậy. Và chúc mừng bạn thành công đã trở thành bạn may mắn thứ 9 Và chúng ta còn một người bạn cuối cùng nữa Nhưng mà trước hết tôi thường lưu lại thông tin của bạn thành công này Và chúng ta sẽ xem coi là bạn cuối cùng may mắn trúng thưởng ở trên Facebook Là bạn nào trước khi chúng ta chuyển qua để mà nói tới Youtube Thì cái bạn trúng thưởng cuối cùng ở trên cái event của Facebook cho 100.000 subscribers Đó chính là bạn Việt Vat Thì để thường xem coi là bạn đã để lại comment như thế nào thì bạn Việt cũng đã để lại comment và tag hai người bạn Và comment là chúc mừng anh Mong anh sẽ ra thêm nhiều chương trình và kèo hay cho anh em Và cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Và chúc mừng những bạn đã may mắn trúng thưởng Và những bài nào mà không có trúng thưởng ở trên uh, Facebook thì thuận uh, hy vọng có mà may mắn khi chúng ta quay trúng thưởng ở trên uh, YouTube và thường rất cảm ơn những bạn mà để comment rất nhiều bạn đã ủng hộ các bạn thấy được là 1.300 comment để lại ở trên Facebook rất cảm ơn các bạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về cái uh, event ở trên YouTube thì cái event trên YouTube này đó, nó khác một chút tại vì cái event này có hai phần phần thứ nhất đó đó chính là comment bên dưới này à, về ý nghĩa cá nhân về kênh một comment có nhiều like nhất sẽ nhận được 100 đô la và hai comment có like thứ nhì và thứ ba mỗi comment sẽ nhận được 50 đô la còn lại đó thì sáu bạn may mắn sẽ nhận được một cái giải thưởng là 50 đồng USDT cũng tương tự là sẽ trả qua à, mạng lưới Tron TSC 20 thì sáu bạn may mắn sẽ được quay chứng thường ngẫu nhiên về cái phần là comment mà nhiều like nhất đó, thì Thường đã chọn ra được 3 comment mà có nhiều like nhất Đầu tiên hết, đó chính là comment của bạn Sun Ali Thứ nhì đó chính là comment của bạn Make Money Coin Và thứ ba đó chính là comment của bạn Lâm Nhật Tiến Nguyễn Thì mỗi comment này có rất nhiều like và cũng có rất nhiều những comment bên dưới Như các bạn thấy được là Sun Ali là bạn đọt giải nhất Tổng cộng là có 1.100 like Thứ nhì là Make Money Coin là đứng hạng thứ nhì có 711 like và thứ ba là bạn Lâm Nhật Tiến Nguyễn tổng cộng có 523 like. Thì có một điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thuận biết là có rất nhiều bạn cũng đặt ra nhiều cái nghi vấn liên quan tới cái số lượng like này Đối với Thuận đó thì Thuận là người mà đã đưa ra cái thay lại chương trình Cho nên Thuận đã quyết định là cứ đi theo thay lại chương trình này Và đó chính là ba bạn đã nhận được nhiều like nhất cũng như là Thuận đã hứa hẹn với các bạn khi mà đưa ra cái thể lệ chương trình này bây giờ chúng ta hãy quay random quay ngẫu nhiên cho sáu bạn may mắn sáu comment may mắn mỗi comment sẽ nhận được 50 đồng USDT thì trước hết tôi sẽ copy lại cái đường link tới cái video này và chúng ta lên trang web quen thuộc đó chính là trang web commentpicker.com thì trước hết tôi sẽ paste cái đường link vào sau đó đó thuận sẽ để là thuận không muốn những cái comment à, cùng một người có nghĩa là những bạn nào mà comment hai ba lần nữa thì chỉ tính một lần mà thôi thì tuy là các bạn thì chúng ta có rất nhiều comment ở bên dưới cái video này tổng cộng đường xem của chúng ta có 327 trăm ồ ba trăm hai mươi bảy comment nhưng mà nếu chúng ta không tính những bạn mà comment nhiều lần nên chúng ta chỉ có là một một trăm hai mươi comment mà thôi thì Chúng ta bây giờ hãy xem coi bạn may mắn đầu tiên là ai Thì chúng ta hãy uh, bắt đầu Thì bạn may mắn đầu tiên đó chính là bạn Quang Quang Và comment là video quá hữu ích Luôn ủng hộ anh Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Chúng ta bây giờ hãy xem coi bạn thứ nhì may mắn Ở trên Youtube là bạn nào Bạn thứ nhì may mắn sẽ là bạn Thanh Danh Nguyễn Bạn này à, đã là bạn may mắn thứ nhì Và để comment là chúc mừng anh Chúc mừng kênh đã đạt được 100.000 sub Mới biết đến kênh của anh Tiếc là không biết sớm hơn Rất nhiều thông tin bổ ích và thiết thực Thank you so much. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh và chúc mừng bạn đã là người may mắn thứ nhì. Và chúng ta sẽ tiếp tục coi coi là bạn may mắn thứ ba là bạn nào. Thì bạn may mắn thứ ba ở trên YouTube đó chính là bạn Dollar Channel. Thì bạn này đây comment là chúc mừng Thuận nhé. Và Thuận sẽ chúc mừng bạn là bạn đã trở thành người may mắn thứ ba. Chúng ta bây giờ hãy xem coi là bạn may mắn thứ tư sẽ là bạn nào và bạn may mắn thứ tư ở trên YouTube sẽ là bạn Tiến Trần và comment là chúc mừng kênh đã đạt được thành công mới. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn. Và chúng ta chỉ còn hai giải thưởng nữa thôi. Giải thưởng thứ năm ở trên YouTube sẽ là bạn nào thì bạn may mắn của giải thưởng thứ năm ở trên YouTube đó chính là Đạt Ma Phong 3. Comment kênh đã đạt 100.000 sub rồi. Tiếp theo là Bitta 100.000. Thông hy vọng như vậy và hy vọng ngày đó đến sớm hơn là muộn và bây giờ chính là bạn cuối cùng mà may mắn chúng được cái giải thứ sáu ở trên youtube cũng là giải cuối cùng để xem coi là bạn may mắn cuối cùng là bạn nào và chúng ta cũng sẽ kết thúc chương trình và đây là bạn huy nguyễn để lại comment hay lắm anh chúc anh có nhiều video hay trong giới crypto cảm ơn bạn và bạn là người may mắn cuối cùng trong cái buổi quay thử này để thường lưu lại thông tin của bạn và một lần nữa Thuận muốn chúc mừng những bạn mà đã may mắn trúng thử ngày hôm nay Cũng như là Thuận muốn uh, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh trong uh, thời gian qua Thuận thì uh, vẫn chưa có nhận được cái uh, nút bạc Và khi mà nhận được nút bạc Thuận sẽ có một cái video khác Để mà chia sẻ thêm một số cơ với các bạn Video ngày hôm nay thì chủ yếu uh, Thuận muốn tạo một cái event gì đó vui vui cho các bạn uh, tham gia trong cái uh, thời điểm này Và Thuận hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ kênh Và Thuận cũng sẽ cố gắng để mà tiếp tục trao thêm nhiều giá trị và thôi, sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.